Thành phố Hồ Chí Minh cần tận dụng triệt để thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 với tinh thần ai ở đâu ngồi nguyên ở đó để khống chế các ổ dịch. Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng ban chỉ đạo quốc gia với Thành phố Hồ Chí Minh về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 diễn ra chiều nay. Tại cuộc họp, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết hiện địa phương này đang gấp rút chuẩn bị các phương án sẵn sàng cho việc sẽ thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố trong thời gian 15 ngày. Theo đó, đến thời điểm hiện tại, thành phố đã triển khai tiêm vaccine COVID-19 được gần 1 triệu ngày giãn cách phải kiểm soát khống chế được dịch. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết chính phủ đồng ý cho việc Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 trong vòng 15 ngày. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu việc giãn cách phải theo đúng tinh thần, nâng cao hơn một mức, quyết liệt hơn nhưng phải đảm bảo đời sống cho nhân dân. Thành phố dự kiến là sẽ áp dụng chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ 15 ngày trên địa bàn thành phố bắt đầu từ 0 giờ ngày 9 tháng 7 năm 2021. Và trên cái tinh thần đó, để như là một dự lệnh, thì hiện nay là chúng tôi đang chuẩn bị các cái phương qua các cái tuyên truyền, cái thông tin đến người dân thành phố không hợp tác để cùng nhau chia sẻ và không có những cái hoảng loạn nhất định. Và chúng tôi rất mong là chúng ta tiếp tục cùng cái đợt này và cùng kêu gọi, và chính mình hỗ trợ họ bằng tiền rồi, nhưng mà chính thông qua cái việc mà cung ứng hàng hóa một cách rất không bình thường như bây giờ qua các đội tình nguyện ấy, thì ngoài cái tiền mình đã cấp cho họ được thì mình cũng còn dụ giúp được họ nữa, để sao cho người nghèo ấy là trong cái lúc này là mình ưu tiên mình cho họ. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Thành phố Hồ Chí Minh cần phát huy hết sức sáng tạo cách làm của mình, tận dụng đội ngũ chuyên môn cao, mạnh dạn thí điểm triển khai trên tinh thần hiệu quả phòng chống dịch là trên hết. Chiều nay, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã tổ chức họp báo công bố quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19. Quyết định này quy phạm hóa nghị quyết số 18 của Chính phủ vừa ban hành. Quyết định gồm 11 chương 46 điều, trong đó bổ sung nhiều chính sách mới về giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hỗ trợ người lao động ngừng việc, hỗ trợ trẻ em lao động đang mang thai, đang nuôi con nhỏ. Về điều kiện hỗ trợ, cũng có nhiều điểm mới như giảm thời gian tạm hoãn, nghỉ việc không hưởng lương xuống còn 15 ngày, bỏ quy định doanh thu kê khai thuế dưới 100 triệu đồng một năm đối với các hộ kinh doanh, chỉ quy định dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên. Quyết định lần này nhằm đơn giản hóa, giảm tối đa thủ tục hành chính với phương châm thông thoáng nhất để doanh nghiệp và người lao động tiếp cận dễ dàng nhất nhưng vẫn đảm bảo đúng luật. Sau quyết định này, không cần văn bản hướng dẫn nào nữa. Người dân thì đang mong chờ, ngóng từng ngày cái việc hỗ trợ này. Đặc biệt là những người lao động mà tự do, rồi lực lượng lao động trực tiếp. Do đó có thể nói một cái câu thế này này. Ai, cơ quan nào, địa phương nào mà chậm triển khai hỗ trợ là lỗi với dân. Cơ quan nào, người nào, địa phương nào, đơn vị nào mà để ra tiêu cực, trục lợi chính sách là có tội với dân. Quyết định cũng phân cấp, phân quyền rất rõ, nêu trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường công tác giám sát. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã thành lập ban chỉ đạo thực hiện quyết định, đồng thời thiết lập đường dây nóng để kịp thời giải đáp các chính sách cũng như tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng vừa có công điện về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn phòng chống dịch COVID-19 để thực hiện mục tiêu kép. Trong đó yêu cầu Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường chỉ đạo các biện pháp mạnh mẽ, dứt khoát, triệt để hơn nhằm sớm cắt đứt các chuỗi lây nhiễm, khống chế các ổ dịch. Tuyệt đối không để tiếp diễn tình trạng tập trung đông người, không tuân thủ quy định giữ khoảng cách trong khi đang thực hiện giãn cách xã hội, thậm chí ở các khu vực có nguy cơ lây nhiễm rất cao. Hoàn thành ngay các công việc cần thiết về pháp lý và tuyên truyền vận động để hạn chế ở mức cao nhất người dân đi lại. Khẩn trương thống nhất cơ chế phối hợp với các tỉnh lân cận để kiểm soát tốt người lao động trong các khu công nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh ở địa phương này, nhưng cư trú ở địa phương khác. Kiểm soát chặt chẽ người điều khiển phương tiện vận tải ra vào thành phố nhằm kiểm soát nguồn lây bệnh nhưng không gây ách tắc phương tiện vận tải hàng hóa và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ở mức cao nhất có thể trong điều kiện dịch bệnh.
đặc biệt phải đảm bảo không để bất kỳ người dân nào thiếu đói do dịch bệnh. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa có tờ trình gửi Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về bổ sung phạm vi áp dụng hướng dẫn thí điểm cách ly F1 tại nhà. Trước đó, ngày 5 tháng 7, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh có tờ trình tham mưu Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành hướng dẫn thí điểm cách ly F1 tại nhà tại quận 3, quận 6, quận 7, quận 10, quận 11, Phú Nhuận, huyện Nhà Bè và huyện Cần Giờ. Tuy nhiên, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh chiều cùng ngày, thành viên Ban chỉ đạo đề xuất áp dụng thí điểm trên 21 quận huyện và Thành phố Thủ Đức. Theo Sở Y tế Thành phố, số trường hợp F1 đang tăng cao, yêu cầu cách ly F1 tại nhà của Bộ Y tế rất nghiêm ngặt, nên thống nhất áp dụng thí điểm cách ly F1 tại nhà trên toàn địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, thêm nhiều tỉnh thành đưa ra yêu cầu phải có giấy chứng nhận âm tính SARS-CoV-2 mới được ra vào địa phương. Để có giấy thông hành này, người dân phải chen chúc xếp hàng để làm xét nghiệm. Nhiều doanh nghiệp lao động gặp khó khăn, tốn thêm chi phí, còn lực lượng chức năng cũng phải căng mình để kiểm soát tình hình. Tại chốt kiểm dịch COVID-19 cầu Đồng Nai, cửa ngõ phía đông của Thành phố Hồ Chí Minh, 0 giờ đêm. Đây là thời điểm ít phương tiện lưu thông nhất, nhưng chỉ cần dừng 3 chiếc xe là đã kéo dài gần tới khúc rẽ quốc lộ 51. Dù đã thông báo trước một tuần nhưng việc kiểm soát cũng không thể dễ dàng. Nó đông quá thì tụi em phải giải quyết hết phần đông đó, nó bắt đầu tụi em mới làm thêm tiếp được, chứ thường là không có dừng tất cả các loại phương tiện được hết. Làm thủ tục qua trạm đã khó, để có được giấy thông hành lại càng khó hơn. Với các doanh nghiệp vận tải thường xuyên đi lại giữa các tỉnh thì hàng tháng phải tốn thêm một khoản chi phí không hề nhỏ. Doanh nghiệp đã khó lại càng thêm khó. Tháng là test 4 lần để cho anh em lái xe, phụ xe là gọi cầm cái giấy test để đi vào các cái bến cảng, các cái kho, các cái nhà máy của các cái ấy lì là doanh nghiệp phải bỏ tiền. Thì đó là một cái chi phí rất là tốn cho một doanh nghiệp. Tính ra là mỗi một người một ngày mất đi hết 100 nghìn, thì mình 15 tài xế thì mất đi 1 triệu rưỡi một ngày. Nó không có nói lên được cái gì hết. Bây giờ xét nghiệm thì vào, xét nghiệm rất là đông. Xong rồi khi mà đi ra thì lúc anh xét nghiệm thì nó âm tính, rồi khi anh đi ra tiếp xúc với người khác làm sao biết được. Thứ hai nữa là cứ 3 ngày mà chọn một lần thì chọn riết anh cái lỗ mũi tài xế hết. Nhiều bệnh viện vùng ven Thành phố Hồ Chí Minh trở nên quá tải do lượng người đến xét nghiệm quá đông, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm bệnh. Ngoài ra, giá trị thời hạn sử dụng của giấy thông hành được mỗi địa phương áp dụng mỗi kiểu khiến nhiều người dân bức xúc vì quá tốn kém. Thiết lập các vùng đệm vệ tinh trên toàn địa bàn quận huyện nhằm để kịp thời cung ứng hàng hóa, tránh tình trạng thiếu hàng hóa cục bộ ở một số nơi tập trung đông dân cư. Đây là nội dung được ngành công thương của Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định trong cuộc họp vừa diễn ra chiều nay. Theo lãnh đạo Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố đang phải chịu sức ép lớn khi cùng một lúc vừa phải đảm bảo hàng hóa cũng như vận hành chuỗi hệ thống bán hàng hiện đại cho hơn 9 triệu dân. Để gỡ khó, thành phố đã thiết lập các vùng đệm để tập kết hàng hóa từ các tỉnh chuyển về, sau đó có các phương án bố trí ở nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố nhằm đảm bảo cung ứng kịp thời. Chuỗi siêu thị Sài Gòn Co-op là đơn vị trực tiếp áp dụng hiệu quả hệ thống này. Tập trung cái lượng mua, người cùng mua sắm thì đã tạo nên cái sự tiến bộ nhất định, và chúng tôi đã làm việc với các chủ cung ứng để chúng ta tăng cường cái nguồn hàng của cả cho người dân mua sắm. Và chúng tôi cũng đã làm việc là tốt nhất để chúng ta tạo điều kiện thuận lợi, bởi vì chúng ta phải thực hiện các biện pháp giãn cách và hạn chế cái số người đi vào các trung tâm này. Do đó thì chúng tôi mở lại cái thời gian hoạt động kéo dài. Hiện tại, 4 cửa ngõ chính dẫn vào Thành phố Hồ Chí Minh là Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Dương, Long An lập các chốt chặn. Các xe chở hàng hóa ra vào phải có giấy xét nghiệm âm tính quy định từ 3 đến 7 ngày. Nhưng thời hạn giấy xét nghiệm trên không đồng bộ giữa các tỉnh trên, dẫn đến những khó khăn nhất định cho việc lưu thông hàng hóa. Ngày hôm qua, thì Ban chỉ đạo phòng chống dịch Trung ương, mà cụ thể là Bộ Y tế, có dự thảo cái quy định, thì trong cái quy định đó cũng có đề cập đến cái việc cái thời hạn của giấy xét nghiệm đó là 3 ngày. Nhưng cho đến thời điểm này thì tôi cũng chưa nhận được cái bản chính thức là sẽ thực hiện như thế nào. Cho nên những trường hợp hàng hóa từ tỉnh Bình Dương hay là tỉnh Tây Ninh về đây thì vẫn chưa thực hiện cái việc là phải có cái giấy xét nghiệm đó. Trước những thay đổi hiện tại về chuỗi cung ứng hàng hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện ngành công thương của thành phố khẳng định người dân cũng không nên hoang mang và đổ xô đi mua đồ dự trữ như hiện nay. Điều này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm bệnh mà chuỗi cung ứng cũng gặp khó khăn cục bộ